hội ăn hết 30 quả trứng vịt lộn. Chắc hẳn là các bạn cũng biết anh chàng Cụi ham ăn này đúng không? Đây là một cái TikToker mà ăn uống khá là khủng khiếp ở trên mạng TikTok. Thì anh ta kiếm tiền như thế nào? Các bạn vào trong hồ sơ cá nhân của anh ta ấy, các bạn vào trong cái đường link nè. Thì anh ta là một cái dạng TikToker kiếm tiền từ việc là review những cái sản phẩm, một dạng là tiếp thị liên kết. Thì đây là những cái sản phẩm mà anh ta đang tiếp thị. Thì cách marketing của anh ta cũng khá là thông minh, tạo ra những cái nội dung độc lạ và vượt sức tưởng tượng của người bình thường, từ đó kéo những cái traffic về và mua sản phẩm. Mình sẽ nhấp thử với một cái sản phẩm mà anh ta review. Thì anh ta ở đây mình thấy là anh ta tạo một cái liên kết với lại Shopee. Thì khi mà bạn mua cái sản phẩm này trên Shopee á, thì anh ta sẽ có hoa hồng. Nói chung là nếu như bạn muốn kiếm tiền từ việc là review những cái sản phẩm thì mình thấy cũng có khá là nhiều cách. Chẳng hạn như anh chàng này, hoặc là anh chàng này khá là lành mạnh và khá là an toàn cho sức khỏe các bạn. Chứ ăn cái kiểu này mình thấy ổn ổn thế nào.